Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 2, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01 và số 02 về nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 và 02 tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 18.410 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 qua kênh Hội Nông dân là 11.556 tỷ đồng, cho vay theo thỏa thuận liên ngành 02 qua kênh Hội Liên hiệp Phụ nữ là 6.854 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,04% tổng dư nợ. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 4.838 tổ vay vốn với hơn 142.000 tổ viên. Người tham gia vay vốn theo thỏa thuận liên ngành 0102 được bình xét vay vốn tại tổ, giải ngân, thu nợ, thu lãi qua tổ lưu động và qua các điểm giao dịch xã. Đã góp phần tiết kiệm được chi phí đi lại và được tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện, dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thỏa thuận liên ngành 0102, các cấp hội nông dân, phụ nữ còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ đó, hỗ trợ người dân vay vốn xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để mạnh thực hiện thỏa thuận liên ngành 0102. Mục tiêu phấn đấu dư nợ cho vay thông qua tổ vay vốn tăng trưởng từ 7% trở lên, số tổ vay vốn xếp loại A đạt 98% trở lên và tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới 0,2%. Hôm qua ngày 28 tháng 2, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty Cổ phần Xi măng Đại Dương. Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Đại Dương là tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa với 453 đoàn viên, có chức năng nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức công đoàn cũng đảm nhiệm vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định và tiến bộ. Bên cạnh đó, công đoàn cũng sẽ tham gia với ban giám đốc công ty đề ra các biện pháp nhằm phát triển sản xuất, đảm bảo các mục tiêu nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp. Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội. Với nỗ lực của các nhà đầu tư, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 1.800 căn hộ. Các dự án nhà ở xã hội cung không đủ cầu, cho thấy việc phát triển nhà ở xã hội đang đáp ứng đòi hỏi thực tế. Hiện nay, khu nhà ở công nhân, khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long đã có 246 căn hộ hoàn thành và có chủ. Công ty đang tiếp tục xây dựng tòa nhà số 3 với 123 căn, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Còn tại phường Quảng Thắng, một khu nhà ở xã hội cũng đã hình thành với tổng số căn hộ sẽ xây dựng là 423 căn. Trong số đó có 282 căn đã xây dựng xong. Số căn còn lại chủ đầu tư cũng dự kiến hoàn thành cho năm 2024. Đây là hai dự án mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đăng ký với Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành trong năm 2024 với 264 căn. Ngoài ra còn có 432 căn hộ ở các dự án đang xây dựng trong năm nay gồm nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thành 1 làm chủ đầu tư và dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Hợp lực làm chủ đầu tư. Hiện tại về chất lượng tôi nhìn thấy là như tập đoàn đang phát triển là không thua kém về nhà ở thương mại. Người dân và công chức, công nhân viên chức được hỗ trợ vay vốn nên là giá thành của nhà ở xã hội nó có thể nó giảm đi. Tập đoàn đang cố gắng xây dựng hai dự án còn lại để người dân có được cái nhà ở sớm nhất. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa còn 5 danh mục dự án nhà ở xã hội đang lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội không nhiều. Ngoài ra, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải phù hợp các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cũng là những rào cản cần phải có những biện pháp tháo gỡ để Thanh Hóa cùng với cả nước xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân tại khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng, khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công,
giá ca máy và thiết bị thi công kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật. Rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, đáp ứng đủ vật liệu theo tiến độ cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng. Rà soát các khu vực rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, phát hiện các khu vực rừng hiện trạng nghèo kiệt, không còn đủ tiêu chí, báo cáo đề trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi sang rừng sản xuất để có đủ điều kiện đưa các khu vực này vào quy hoạch mỏ vật liệu phục vụ công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Các loại cấp vật liệu khảo sát gồm xi măng, thép, nhựa đường, cát, đá, đất lắp, dây điện, gạch xây, gạch ốp lát, tôn lợp. Khi tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát giá, phải xác định rõ tên, địa chỉ mỏ khảo sát, báo giá của mỏ, doanh nghiệp khảo sát, bản kê khai giá và một số hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán trong thời gian gần nhất, làm cơ sở để Sở Xây dựng công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu trồng mới hơn 10.000 hecta rừng năm 2024, từ đầu tháng 1, công tác chuẩn bị, kiểm tra chất lượng cây giống đã được các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện, sẵn sàng cung ứng nguồn giống cây lâm nghiệp có chất lượng cao cho công tác trồng rừng. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 30 tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp cung cấp ra thị trường, trong đó có 20 tổ chức cá nhân hoạt động thường xuyên, còn lại là sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thời vụ. Các cơ sở này đáp ứng khoảng trên 90% lượng cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu trồng rừng năm 2024, toàn tỉnh cần trên 23 triệu cây giống lâm nghiệp. Vì vậy, ngoài tập trung sản xuất các loại cây truyền thống, một số đơn vị đã áp dụng tiến bộ khoa học để ươm giống cấy mô có năng suất chất lượng vượt trội. Sau Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn đến nay, diện tích trồng rừng tập trung của tỉnh đạt trên 1.160 hectare. Sau Tết Nguyên đán, các chủ trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bắt đầu tái đàn để duy trì sản xuất, đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thời tiết chuyển mùa, khiến dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp. Vì vậy, người chăn nuôi cần thận trọng trong việc tái đàn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu tổng đàn gia súc gia cầm đạt trên 27,4 triệu con, sản lượng thịt hơi các loại đạt 300.000 tấn và sản lượng trứng đạt 310 triệu quả. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp dự báo đây sẽ là năm có nhiều khó khăn do giá thức ăn và chi phí sản xuất vẫn đang ở mức cao. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ lây lan dịch bệnh tả lợn châu Phi. Để đạt được mục tiêu này, trước khi thực hiện tái đàn, tăng quy mô chăn nuôi, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần tìm hiểu thông tin về dự báo và diễn biến thị trường để đầu tư số lượng đàn sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất. Về con giống, người dân nên duy trì đàn giống bố mẹ để đảm bảo nguồn con giống có chất lượng. Đối với những cơ sở hộ chăn nuôi nhập con giống bên ngoài, cần tìm hiểu các cơ sở có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch, đồng thời chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường chăn nuôi. Để duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Với tinh thần không để trống ngày nào, sau Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn huy động 100% lực lượng, chỉ đạo các đội trạm tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và địa bàn trọng điểm, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, lập các chốt chặn kiểm soát, tập trung xử lý quyết liệt các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản hơn 11.200 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền phạt hơn 31,8 tỷ đồng, tạm giữ gần 4.400 phương tiện. Sau Tết và những thời gian tiếp theo, chúng tôi tiếp tục bố trí để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Ngoài ra còn sử dụng cái hệ thống giám sát rồi là các cái thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận những cái vi phạm và ra thông báo xử phạt nguội để góp phần làm giảm tai nạn. Cùng với việc siết chặt kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành giao thông của người dân với mục tiêu đảm bảo an toàn, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.